Linh mục Francisco Trương Bửu Diệp sinh ngày 1 tháng 1 năm 1897. Được cha Giuse sớm rửa tội ngày 2 tháng 2 năm 1897 tại họ Đạo Cồn Phước, làng Tấn Đức, nay thuộc ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Sông Mekong sau khi chảy vào lãnh thổ Việt Nam chia ra làm hai nhánh sông Tiền Giang và Hậu Giang, nằm giữa hai tỉnh An Giang và Đồng Tháp, gọi là vùng thượng nguồn sông Cửu Long. Từ bao đời nay, hai con sông to lớn và hiền hòa này xuôi về hạ nguồn, chảy qua đồng bằng sông Cửu Long mênh mông bát ngát. Rồi tùy theo dòng chảy mà nó làm mọc lên không biết bao nhiêu là cồn cát do phù sa màu mỡ từ dòng Mekong đổ về bồi lấp hàng ngày, hàng giờ. Những cồn cát nào được hình thành từ vài trăm năm trước đây và có chiều dài trên dưới vài mươi km, người ta gọi là cù lao. Có những cù lao được nhiều người biết đến như cù lao Diên thuộc tỉnh An Giang, cù lao Tây tỉnh Đồng Tháp, cù lao Tân Phong, cù lao Năm Thôn tỉnh Tiền Giang, cù lao Hòa Minh tỉnh Trà Vinh, cù lao Dài tỉnh Vĩnh Long, cù lao Dung tỉnh Sóc Trăng và nhiều cù lao nữa trong vùng đồng bằng châu thổ sông Cửu Long. Những bãi bồi trẻ hơn được phù sa bồi lấp lên sau này nhỏ hơn nhiều so với cù lao, có hình dáng đủ loại đủ cỡ thì người ta gọi là cồn. Cồn có chiều dài chỉ vài km hay nhỏ hơn nữa. Giống như cù lao, cồn được đặt nhiều tên khác nhau rất mộc mạc và gần gũi, như cồn én, cồn ốc, cồn dơi, cồn bần, cồn nghiêu, cồn chim, cồn hô, cồn phụng, cồn thới sơn, vân vân, nổi lên chi chít trên các dòng sông. Trong vô số cồn cát được thiên nhiên ban tặng, có một cồn cát có tên là Cồn Phước. Cồn Phước cũng được dòng phù sa bồi đắp nổi lên giữa sông Tiền khi chảy ngang qua địa phận huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Nép mình bên cạnh một cù lao Diên to lớn và sừng sững như chàng khổng lồ Goliath, Cồn Phước chẳng khác gì chàng trai trẻ David hiền hòa và nhỏ nhắn. Nhưng nhờ quyền năng và hồng ân Chúa ban, Cồn Phước có một tiềm năng to lớn và một sức mạnh thật phi thường. Vào những năm 1860, ông bà Lê Văn Phước là gia đình công giáo tiên khởi từ Ba Răng, Đốc Vàng thuộc tỉnh Đồng Tháp đến Cồn lập nghiệp. Sau đó, vì thấy đất Cồn màu mỡ, ít dân cư, dễ khai phá, lần lượt bà con các nơi từ từ kéo nhau đến trú ngụ.
Trong số đó có gia đình ông Mikae Trương Văn Đặng và bà Lucia Lê Thị Thanh, là song thân của linh mục Francisco Trương Bổ Diệp. Cồn Phước hiện nay thuộc ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ An, tách ra từ xã Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, diện tích gần 126 hectare, dân số khoảng 4.000 người. Để đi đến Cồn Phước, tùy theo vị trí xuất phát mà khách hành hương sẽ trải qua những chặng đường như sau. Lộ trình 1. Nếu từ thành phố Hồ Chí Minh theo quốc lộ 1A đi qua hai tỉnh Long An và Tiền Giang với các địa danh quen thuộc như Bến Lức, Tân An, Tân Hương, Trung Lương, Cai Lậy, Cái Bè. Sau khi qua cầu Mỹ Thuận, bạn rẽ phải để đến thị xã Sa Đéc. Từ thành phố Hồ Chí Minh đến Sa Đéc dài khoảng 160 km. Từ Sa Đéc theo đường tỉnh lộ 848 qua hai huyện Lai Vung và Lấp Vò, hết ranh giới tỉnh Đồng Tháp, bạn sẽ vào địa phận tỉnh An Giang. Từ đây, theo lộ trình đường tỉnh lộ 942 thuộc huyện Chợ Mới, cặp theo sông Tiền về phía bên phải, ngược lên hướng thượng nguồn để đến xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Từ Sa Đéc đến Cồn Phước dài khoảng 40 km. Như vậy, từ thành phố Hồ Chí Minh đến Cồn Phước dài khoảng 200 km. Lộ trình 2. Nếu xuất phát từ thành phố Cao Lãnh trên quốc lộ 30, sau khi qua phà Cao Lãnh băng qua sông Tiền, cùng trên một dòng sông với cầu Mỹ Thuận, nhưng nằm về phía thượng lưu, bạn dẫn theo đường tỉnh lộ 848 thuộc địa bàn huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Non 10 km, bạn sẽ đặt chân vào tỉnh An Giang với đường tỉnh lộ 942. Bạn đang có mặt ở phần đất của huyện Chợ Mới như lộ trình số 1. Từ thành phố Cao Lãnh đến Cồn Phước dài khoảng 25 km. Lộ trình 3. Nếu khởi hành từ thành phố Long Xuyên, sau khi qua phà An Hòa, băng ngang sông Hậu, bạn sẽ đặt chân đến phần đất của huyện Chợ Mới. Phà An Hòa nằm về phía thượng nguồn sông Hậu so với phà Cần Thơ. Sau khi vượt 12 km giữa cánh đồng Mỹ Luông, bạn sẽ đến một địa danh là Kinh Cựu Hội. Con đường giữa cánh đồng Mỹ Luông này là đường tỉnh lộ 944, nối liền giữa hai con sông Tiền và sông Hậu. Từ Kinh Cựu Hội, bạn rẽ trái theo đường tỉnh lộ 942, giống như lộ trình số 1 và lộ trình số 2, để đi về hướng Chợ Mới. Từ ngã ba Kinh Cựu Hội đi thêm 6 km nữa là tới Cồn Phước. Từ thành phố Long Xuyên đi đến Cồn Phước có chiều dài là 19 km. Khi đến giáp ranh giữa xã Mỹ An và thị trấn Mỹ Luông, tại đây có địa danh là chợ Cầu Chùa. Bạn sẽ rẽ phải và đi vào một đường đất đỏ khoảng 30 m, rồi sau đó qua một cầu sắt bắc ngang con sông nhỏ, nơi mà trước đây mỗi lần cha Diệp về thăm gia đình ở Cồn Phước thì có xuồng chèo rước cha qua sông để về nhà gần nơi đây. Con sông này hiện nay được phù sa bồi lấp nên chỉ còn rộng từ 20 đến 50 mét tùy theo từng đoạn. Sau khi qua cầu, và đây là chiếc cầu sắt duy nhất từ đất liền qua Cồn Phước, bạn đang đặt chân đến quê hương yêu dấu, nơi sinh ra và thời niên thiếu của cha Francisco Trương Bổ Diệp kính yêu của chúng ta.
từ phần đất liền trên đường tỉnh lộ 942 đi chợ mới, ngay địa danh chợ cầu chùa, quý vị sẽ đi qua cầu nhà thờ để đặt chân lên đất Cồn Phước. Con sông nhỏ có cây cầu bắc ngang là tuyến đường lộ duy nhất nối liền phần đất liền qua đất Cồn. Người ta gọi là bãi sau, để phân biệt với bãi trước là con sông phía bên kia Cồn, giáp với cù lao Diên, rộng và lớn hơn nhiều, và là tuyến lưu thông đường thủy trọng yếu. Nếu lên hướng thượng nguồn của dòng Tiền Giang, quý vị sẽ đi qua các huyện Thanh Bình và Hồng Ngự của tỉnh Đồng Tháp và Phú Tân, Tân Châu của tỉnh An Giang, rồi nhập vào dòng Mekong để lên Campuchia rất gần và thuận tiện. Điều này lý giải vì sao ở các thế kỷ trước, ông bà tổ tiên của chúng ta thường dùng ghe tàu lên Nam Giang, Campuchia để giao thương và học hành hơn là xuôi về Sài Gòn, gia đình. Sau khi qua cầu nhà thờ, quý vị đi thêm 50 mét nữa là đến một ngã tư. Từ vị trí này, quý vị sẽ thấy nhà thờ Cồn Phước nằm ngay góc ngã tư bên trái. Con đường trước mặt quý vị, theo mé bên hông nhà thờ, sẽ đưa quý vị đến bến đò, thuộc khu vực bãi trước, cách ngã tư này khoảng 400 mét. Bến đò này có những chiếc phà nhỏ sẽ đưa quý vị qua phần đất của cù lao Diên. Còn con đường đi về hướng bên phải sẽ đưa quý vị xuống đuôi Cồn thuộc khu vực bãi sau. Và cách ngã tư này khoảng 100 mét là nơi cư ngụ của gia đình cha Francisco Trương Bửu Diệp. Xin được thưa thêm cùng với quý vị, trên đoạn đường thuộc khu vực này xuôi về đuôi Cồn, ngoài nhà cha Diệp ra, còn có ngôi nhà của gia đình của đức cha Emmanuel Lê Phong Thuận, giám mục giáo phận Cần Thơ. Gia đình linh mục Alfonso Lê Kim Thạch, cha sở họ Đạo Phụng Hiệp, giáo phận Cần Thơ. Gia đình của linh mục Andre Lê Văn Chương, đại chủng viện Thánh Quý, Cần Thơ. Gia đình của linh mục Phêrô Nguyễn Văn Mẫn, cha sở nhà thờ Mỹ Thạnh, giáo phận Long Xuyên. Kính thưa quý vị, ngoài linh mục Francisco Trương Bửu Diệp, người cha kính yêu của chúng ta, và đức giám mục Emmanuel Lê Phong Thuận, họ Đạo Cồn Phước còn vinh dự cống hiến cho giáo hội thêm 9 linh mục và hơn 50 tu sĩ nam nữ đang phục vụ trong các hội dòng thuộc các giáo phận. Là một hồng ân mà Thiên Chúa đã ban cho họ Đạo Cồn Phước một cách rất đặc biệt. Mời quý vị nghe đôi lời phát biểu của đức cha Lê Phong Thuận nói về Cồn Phước. Mà họ Đạo Cồn Phước hồi xưa không có cơ sở. Mỗi ngày Chủ nhật á, thì ông cha dưới lịch sau á, ông đạp xe đạp lên. Ông làm lễ xong rồi ông về dưới đây. Cồn Phước có mỗi tuần có lễ Chủ nhật đó thôi. Mà rồi á, Cồn Phước có nhiều linh mục hơn là mấy cái họ đạo khác.
Dạ. Và lùng cồn Phước á có một cái lịch sử rất là quan trọng, nó quan trọng liên quan đến cả địa phận Nam Giang. Hồi lúc đó tôi còn nhỏ quá thì chỉ gặp các ngài đó trong dịp các ngài về Tịnh Tâm ở Phù Giang á, hàng năm á các ngài về Tịnh Tâm thì hoặc là các ngài ghé Cùng Phước để thăm gia đình. Thì trong họ đạo của tôi thời đó đó thì có bốn cha, hồi xưa đó bốn cha ở dưới này đó là Cha Kiểm, ở cuối họ đạo đó là Cha Kiểm là bác của Cha Dương. Thì cái bên cái gia đình đó giờ có coi như là ba đời Cha Kiểm nè, thì cháu Cha Kiểm là Cha Dương, là cháu Cha Dương đồng mẫn rồi đi lên lên đó là tới nhà tôi, rồi lên phía trên nữa đó thì bây giờ đó là có nhà của ông Thạch á. Rồi phía trên nhà ông Thạch đó là có nhà Cha Diệp, rồi lên trên gần nhà thờ đó thì có nhà của Cha Bổn, rồi lên phía trên nữa đó thì có bác hai tôi, thì đó có nhà cô ba tôi đó, bác hai tôi hay ở nhà cô ba của tôi, thì Cha Chí là thứ hai, bác hai đó thường thường về ghé thăm cô ba tôi đó. Còn cha tôi tới thứ sáu rồi mà cha tôi cũng chết sớm à, thì trong hồi xưa đó trong họ đạo mặc dầu không có cha sở tại chỗ mà số linh mục ở trong họ đạo đó thì có được bao nhiêu đó. Rồi sau này có thêm tôi hồi đó là tôi đi chủ nhiệm của Lưu Viên. Nhà thờ Cồn Phước tọa lạc ngay trên trục lộ chính từ bãi sau ra bãi trước, mặt tiền quay ra sông bãi sau hướng về đất liền. Nhà thờ Cồn Phước chọn Thánh Doan Thánh Sử làm Thánh Quan Thầy. Nhà thờ này đã được xây dựng lần thứ ba vào năm 1922. Theo lời cha mẹ nói lại đó thì ông cố ngoại tôi là ông Lê Văn Phước. Đầu tiên á, ông cố ngoại tôi ở Ba Răng Tóc Vàng, sau đó mới đi xuống lập nghiệp ở dưới Cồn Cũ, ngày mới về trên này lập nghiệp ở họ Cồn Phước. Lúc đó cái đất này đó còn cỏ sậy hoang vu lắm, và ông là người đầu tiên với vợ về trên này. Rồi từ bà con mới là cùng nhau về đây xúc nhau khai quang lập ấp, thành thử ra vì chỗ đó mà họ đạo Cồn Phước á, lúc đầu nó chữ Cồn Phước chứ thật sự là lấy tên của ông cố ngoại tôi là ông Phước mới đặt cho cái cồn này là Cồn Phước. Rồi ở đây một thời gian thì lúc về đây thì chưa có nhà thờ gì hết, rồi ông cố ngoại tôi với một số bà con á mới là xúc nhau cất một cái nhà tạm cũng ngay nhà thờ cũ bây giờ đó. Hồi đó thì cất cái nhà tạm bằng tre, bằng lộp thì bằng tranh để cầu nguyện thôi chứ không có cha thầy hết. Một thời gian sau đó thì sửa cái nhà thờ đó, nhà tạm nó lại lần thứ gì thời kỳ thứ ba là 1922 thì mới là cất lại nhà thờ và bây giờ chúng ta đang thấy đó là 1922 cho tới bây giờ. Nhà thờ Cồn Phước hiện nay đã được xây dựng lần thứ ba vào năm 1922. Nhà thờ được xây dựng bằng gạch. Vào thời đó vì chưa có xi măng nên chất dính kết là vôi trộn với ô dước. Nhà thờ có chiều ngang 14m, chiều dài 25m, có sức chứa khoảng 300 người. Kể từ năm 1958, họ đạo Cồn Phước mới có cha sở đầu tiên là linh mục Mai Xuân Khoa. Trước đó, Cồn Phước trực thuộc họ đạo Cù Lao Viên hoặc Rạch Sâu hoặc Chạp Già,
sau đổi tên thành Mỹ Luông. Cái từ hồi về coi họ đạo này 2 năm rồi, thực sự là ngay từ phút đầu mình cũng rất là tin tưởng vào cha Diệp, biết là đây là cái quê hương ngài sẽ phù hộ. Thế rồi sau khi làm được cái nhà sứ này, cái hội trường bên kia, còn một cái khâu cuối cùng đó là nhà thờ, mà tất cả các anh cũng biết đó là mỗi một năm tới cái ngày giỗ của cha thì cái bà con, cả những bà con ngoại giáo rất đông ở xung quanh đây, họ không có điều kiện đến tắc dậy thì họ thường hay tụ tập ở đây. Nên mỗi cái ngày giỗ đó họ tới cũng đông, mà mình cũng rất là buồn ở cái chỗ là cái khu vực của nhà thờ, cái nhà thờ nó hẹp quá, không có cái sức chứa để cho tổ chức một cách đàng hoàng, long trọng. Có một cái điều tôi cũng vẫn cứ tin là thế nào rồi cha Diệp cũng giúp tôi làm được cái nhà thờ cho đàng hoàng, để vừa là thờ Phượng Chúa, vừa là mỗi năm có cái dịp tổ chức lễ giỗ cho ngài cho nó sốt sắng, trang trọng hơn. Thế gần đây có một cái biến cố làm mình cũng khá là tin tưởng. Thế tự nhiên trong một cái buổi chiều đang dâng lễ cho đám thiếu nhi trong họ đạo, thì đang lúc dạy giáo lý trước lễ một chút thì thấy có một cái anh chàng khoảng chừng 38-40 tuổi, anh ta bước vào trong nhà thờ, mặc quần áo thì cũng xú xứa thôi, đeo một cái giỏ cói ở bên vai. Thì mình thấy cũng là người lạ, nhưng mà chắc là tín hữu, thấy vào nhà thờ cúi đầu rất là kính cẩn, rồi anh ta cũng quỳ gối. Rồi ngay lúc đó mình cũng lên dâng lễ. Dâng lễ xong đến cái phần rước lễ thì anh ta đi lên, anh ta cũng rước lễ rất sốt sắng, người nhận mình thánh chúa xong cái anh ta đứng sang bên, anh ta nói lớn giữa nhà thờ: tất cả những gì cha xin cùng chúa đều đã được nhậm lời. Thế thoạt đầu mình nghe cái câu đó thì mình cũng hơi thấy tức cười, bởi vì lại đoán là chắc anh này lại tán tỉnh rồi lát nữa đi xin tiền thì cũng đã có một vài lần gặp như thế rồi. Thế cũng dừng lễ, đến cuối lễ thì thấy anh ta đi ra cuối nhà thờ, anh ta đứng ta chờ sẵn. Thế mình cũng dừng lễ xong mình đi xuống ra hỏi thăm, bắt tay: đâu tới vậy? Nó bảo con ở Bạc Liêu, con đi suốt 3 ngày hôm nay tới chỉ mong là để dừng lễ với cha, mà cũng rất là may là con tới vừa đúng lúc cha ra dừng lễ. Thế bà con đi suốt từ đó tới đây cũng chỉ để nói với cha một lời, đó là tất cả những điều cha cầu xin với chúa đều đã được nhậm lời, còn tin hay không là tùy cha. Thế ta nói xong cái anh ta thọc tay vào cái giỏ cói, ta dơ lên cuốn tân ước. Thế mình cứ chờ chờ xem anh ta có xin tiền, và nếu mà xin tiền thì lại thấy đó là cái trò chỉ tán tỉnh. Nhưng mà rất là lạ cái là anh ta nói xong cái anh ta chào anh ta đi. Mình cũng thấy hình như là có một cái gì đó lạ lạ trong chuyện. Và cũng cộng với bao nhiêu cái giúp đỡ từ trước giờ cha Diệp dành cho mình thấy rất là tin tưởng. Mặc dù lúc này thì tiền bạc cũng chưa được nhiều, chưa có cơ để mà tin chắc mình xây được cái nhà thờ, nhưng mà trong bụng lại rất vững tin chắc chắn là sẽ làm được. Cũng do sự thúc giục hay là sắp đặt an bài là cha Diệp phụ giúp cho, nhất là nơi quê hương của ngài. Hiện giờ có anh Thắng tới rồi. Có lẽ cũng cha Diệp cũng dùng là anh Thắng để giúp cho họ đạo này. Nhà thờ Cồn Phước sau hơn 80 năm xây dựng hiện nay đã xuống cấp trầm trọng và nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào là điều có thể xảy ra, nhất là sau những trận lụt lịch sử. Vì là họ đạo vùng thượng nguồn sông Cửu Long, cho nên hàng năm vào khoảng từ tháng 9, dòng nước lũ từ sông Mekong đổ về ngập trắng xóa đồng ruộng, làng mạc, nhà cửa.
nhà thờ Cồn Phước cũng nằm trong hoàn cảnh đó. Có những lúc muốn đi đến nhà thờ phải đi qua những con đường đã biến thành sông. Giáo dân chặt dừa, chặt tre để làm cầu trên đường. Có những nơi ngập quá sâu thì phải dùng xuồng. Cho dù đã trải qua biết bao biến cố từ con người và thiên nhiên, vậy mà nhà thờ hiện nay vẫn chưa đổ sụp xuống, thì âu đây cũng là một phép lạ. Như anh em thấy, thực sự là cái nơi thờ phượng thì mình không thể nào để nó lem nhem được, phải cố gắng hết sức tô vẽ, ít nhất nó có một cái bề ngoài nó ổn định chút thì trong thánh lễ nó mới có thể sốt sắng, mình không thể để bầy hầy. Nhưng mà thực sự cái nhà thờ này thì nó đã có gần 100 năm rồi, nó đã xuống cấp. Nếu mà ta cứ đi sát những cái chi tiết mà không che giấu được thì mình sẽ thấy là nó không có như cái nhìn thoáng qua mình thấy cái cảnh tượng nó còn tương đối tốt đẹp. Với một cái điều cũng rất là hạn chế đó là như anh em thấy cả cái chỗ này nó chỉ chứa được chừng 300 giáo dân, mà trong khi đó cái sĩ số của họ đạo nó tới 1.700. Thành ra khi mà thánh lễ chúng ta thấy là xếp ghế nó cứ chen chặt cứng từ các lối đi, cũng có phải tận dụng từng cái không gian thì mới tăng được cái số người nhích lên chút. Những cái lễ lớn thì người ta ngồi chặt cứng trong nhà thờ, nhưng mà lại ngồi đây ở ngoài sân, và cái thánh lễ nó cũng không có hay ho gì lắm. Thành ra đương nhiên chúng tôi phải nghĩ tới cái chuyện là làm sao có được một cái ngôi nhà thờ nó không đua đòi với ai cả, nó chỉ rộng rãi chút, nó khang trang, nó xứng đáng cho nơi thờ phượng. Mộng chỉ là bình thường vậy rồi. Và trong cái nhà thờ này cũng cứ mỗi năm thì đến ngày giỗ của cha Trương Bổ Diệp, chúng tôi cũng tổ chức lễ giỗ bà con các họ đạo lân cận và cả những người lương rất đông từ những cái khu vực xung quanh, họ cũng đổ tới để kính nhớ cha Diệp. Nhưng lúc đó thì thật là không thể đáp ứng nổi, nó quá là kẹt cứng. Cũng phải nghĩ tới cái trường hợp làm sao có được một cái nơi rộng rãi hơn, những cái lần tổ chức như thế nó xứng đáng, sốt sắng, nó có cái gì nó trật tự hơn. Thì mộng cũng chỉ nhỏ bé vậy thôi. Đấy là nói sơ qua cái tình trạng của ngôi nhà thờ. Nếu giờ các anh mà đi nhìn kỹ vào từng những cái chi tiết thì các anh sẽ thấy là tất cả mọi thứ nó đã cũ kỹ, nó đã tới cái ngày của nó. Thank you.
ngàn vạn lời kêu khấn của những hồn linh đang vương mục hình. Người từ chân thế mở rộng lòng thương để cầu xin, nguyện cầu cùng Chúa. Người là Thiên Chúa hay xót thương, tình Ngài bao la sẽ tẩy xóa đi những lỗi lầm. Vì ngoài Thiên Chúa dạ, kính thưa quý vị, là những người con của cha Francisco Trương Bửu Diệp, hôm nay chúng tôi có mặt tại đất thánh họ đạo Cùng Phước và được ông chủ tịch hội đồng giáo xứ họ đạo Cùng Phước là Nguyễn Thanh Trào tiếp đón. Và sau đây ông Nguyễn Thanh Trào sẽ có đôi lời giới thiệu với quý vị về lịch sử cũng như là nơi chôn cất của các vị tiền bối trong họ đạo Cùng Phước và những cái điều bất ngờ sẽ đến với quý vị ngay sau đây. Kính thưa quý vị, đất thánh họ đạo Cột Phước đã có từ lâu đời và có thể là trên cả trăm năm, bởi vì căn cứ theo như những người xưa đã nói lại là đất thánh này đã được tôn lên là 3 lần rồi, và hiện giờ căn cứ theo các mã đá để lại đó thì có những mã có người đã chôn cất năm 1900, cho nên cái đất thánh này nó đã có từ lâu. Và trong đất thánh này cũng là nơi chôn cất của cha Trương Bửu Diệp, tức là ông Trương Văn Đặng. Tôi đứng đây là phần mộ của ông Trương Văn Đặng. Ông Trương Văn Đặng sinh năm 1860 và từ trần 1935 và được chôn cất tại đây. Mộ này đã được sửa chữa lại thời cha Sở Doan Hồ Ngọc Trứ năm 1999 với sự hỗ trợ của cha Tỏ, cha Sở nhà thờ Tất Sảy. Trước khi tái thiết cái ngôi mộ này lại, ngôi mộ ngày xưa là ngôi mộ đất, và trên ngôi mộ có cắm cây thánh giá cổ xưa. Những cây thánh giá còn giữ lại ở trong đất thánh này, đây là những cây thánh giá cổ xưa. Hàng năm vào ngày 12 tây tháng 3, chúng tôi cũng tổ chức lễ giỗ của cha Trương Bửu Diệp, và khách hành hương đến đây sau thánh lễ họ cũng đến và viếng mộ của ông Trương Văn Đặng. Và hàng năm vào ngày 12 tháng 3, chúng tôi họ đạo ở tại họ đạo Cùng Phước có tổ chức lễ giỗ của cha Trương Bửu Diệp, và cứ mỗi năm khách hành hương cứ mỗi tăng. Điển hình vào năm 1998, chúng tôi tổ chức lễ giỗ đầu tiên thì vào khoảng 700-800 người. Tuy nhiên đến năm nay là 2008, khách hành hương đã tăng lên trên khoảng 3.000 người. Hy vọng với nỗ lực của hội những người con cha Trương Bửu Diệp, khách hành hương sẽ biết đến họ đạo Cùng Phước nhiều hơn và sẽ đến đây hành hương một ngày một đông hơn nữa.
chúng tôi xin gửi đến hội con của cha Trương Bửu Diệp lời cảm ơn chân thành nhất của họ đạo chúng tôi. Quý vị đã có công góp sức và giúp đỡ chúng tôi để trong tương lai chúng tôi xây dựng lại ngôi thánh đường này. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của cha Francisco Trương Bửu Diệp, xin Chúa trả công bội hậu cho quý vị và ban cho quý vị được nhiều ơn lành, nhiều hồng ân của Chúa. Và xin kính chào. Theo dòng người con đi, nghe nói ở chốn xa thật xa, có một ông cha lòng bao la tình thương hải hà. Ngài thương người nghèo, thương hết những ai khổ đau, thương cả những ai u sầu, thương những ai cơ hàn, mong đến khấn xin bình an. Chuyện xưa kể rằng vì yêu thương đoàn chiên mà cha đã chết, chết trong tuổi nhục để mong sao cho con cái bình yên. Nay con về chốn xưa, lòng ngậm ngùi thương như tháng ngày qua, cha đã chịu bao khổ đau, chịu nhục hình vùi thân trong áo chết đi vì một lòng minh chứng cho tình yêu. Ngài cha dần mở rộng cánh tay chuyên cầu ơn phúc cho những ai kêu cầu. Cuộc sống trên cồn tứ bề là sông nước, gần như tách biệt với thế giới bên ngoài. Những con đường cát cồn rợp bóng cây xanh thẳng tắp, đem đến cho du khách một cảm giác an bình, thanh thản đến khó tả. Hầu như tất cả các con đường trên cồn Phước đều có hai hàng dậu hai bên, tạo nên một cảnh quan thơ mộng, làm cho tâm hồn phơi phới, ngập tràn niềm vui. Nhất là mỗi khi có ngọn gió lành thổi hiu hiu như len lỏi trong tâm khảm của khách phương xa.
một dòng sông chảy tràn trong trí nhớ. Làng em bên lỡ, làng anh ở bên bồi. Mỗi ngày em qua bên này sống đi học, dưới bến con đò chờ trông bóng mù. Nhánh mù con bướm vàng quanh quẩn, anh bao chiều tàn thơ thần qua sông. Em tan trường về con đò lên bến lỡ, áo lụa như mây bay ngược gió sông chiều. Ơi con sông quê bao năm đã lỡ đã bồi, đời biển dâu nên anh cũng đã quên người. Chiều nay bỗng nhớ cây mù, dòng sông in bóng em chiều thu. Về đây mới biết bên sông không còn mái nhà ngày xưa.
Một trong những công việc đặc trưng của cư dân sống trên Cồn Phước là đan rổ, rá, thúng, mẹt bằng cây tre. Bất kể nam phụ, lão ấu, người chặt tre, kẻ vuốt dành, người thì cặm cụi, đan lát, rổ rá. Họ làm việc cực lực bất kể ngày đêm mưa nắng. Đôi tay thoăn thoắt, uyển chuyển, ra vào, lên xuống, nhịp nhàng. Họ tốn rất nhiều công sức và thời gian để có được những cái rổ, cái thúng phục vụ cho những sinh hoạt của nông thôn hay thành thị. Vì là công việc thủ công lại không cần nhiều vốn liếng, cho nên có những gia đình gồm cả ba thế hệ, ông bà, cha mẹ, con cháu cùng quây quần bên nhau. Quanh năm suốt tháng cần mẫn trong công việc thủ công, từ đời ông bà tổ tiên đến đất Cồn lập nghiệp để lại. Trong ký ức của đức cha Emmanuel Lê Phong Thuận, giám mục Cần Thơ, ngài có kể lại: lúc còn nhỏ, trên đường đi học hay trở về nhà, ngài hay ghé nhà ông Hai là thân phụ của cha Diệp để xem ông Hai đương rổ rá, bởi vì nhà của đức cha và nhà cha Diệp gần nhau. Qua ký ức của đức giám mục giáo phận Cần Thơ, chúng ta có thể mường tượng về thuở xa xưa, có một người cha cũng cần mẫn và miệt mài trong công việc. Và chúng ta đoan chắc rằng, người cha đó trong khi đôi tay làm việc không ngơi nghỉ, thì tâm hồn cũng không ngừng hiệp thông với Chúa, dâng lên Chúa những công việc thường ngày, và cũng không quên dâng Chúa người con trai duy nhất dấu yêu của mình, vốn đã chịu một sự mất mát to lớn không gì bù đắp được. Bởi vì lúc ngài lên 7 tuổi thì mẹ của ngài đã qua đời. Ngoài ra, còn có những hình ảnh độc đáo và không kém phần thú vị là cảnh sinh hoạt mua bán của cư dân sống trên các cồn, các cù lao và một số vùng sông nước thuộc hai tỉnh An Giang và Đồng Tháp. Đó là những xe bán hàng rong đẩy tay. Họ bán từ quần áo, giày dép, son nồi cho đến thịt cá, rau quả, củ, trái cây, vân vân, được chất lên đầy xe rồi rong ruổi trên khắp làng mạc, rất tiện dụng cho người miệt vườn vốn luôn bị ngăn cách bởi vô số sông rạch. Đứng trước khuôn viên nhà thờ Cồn Phước, một vị trí rộng rãi và khoáng đãng, thật lý tưởng để khách hành hương chiêm ngắm ngôi nhà thờ cổ kính, rêu phong, dễ gợi lại những kỷ niệm xa xưa về thời niên thiếu của cha. Từ ngã tư này, nếu đi thẳng thêm khoảng 100 mét nữa về hướng đuôi cồn, theo con đường cát bồi rợp bóng cây xanh, với hai hàng dậu thẳng tắp, suốt theo chiều dài mấy ngàn mét từ đầu cồn đến đuôi cồn, là chúng ta đến nơi cư ngụ trước đây của cha Francisco Trương Bổ Diệp thời niên thiếu. Năm nay là tôi được 84 tuổi.
là cháu rể của cha Francisco Trương Bửu Diệp, còn bạn tôi đó là cháu ruột, nhưng mà bạn tôi chết là đã hơn ba năm nay, bà thọ được là 78 tuổi, là cháu ruột của cha Francisco Diệp đó, còn tôi là cháu rể. Bây giờ tôi còn ở đây là cái di tích này á, là chỉ trong gia đình giờ còn cái di tích là cái bàn thờ cụ hồi đó, là khi mà cha Francisco về đây ở đây là ở đây ăn lễ mở tay viên quy cũng tại đây. Nhưng bây giờ đất đai thì còn y như cũ, còn bao nhiêu thì thay đổi, rồi cuộc nó thay đổi nên bây giờ cái gì cũng thay đổi hết. Ông già của ông cha Diệp đó là ông Trương Văn Đặng, còn bà ngoại vợ tôi đó là Nhiều, năm Đặng rồi sáu Nhiều, Trương Thị Nhiều. Bà sáu Nhiều đó mới sinh ra là vợ tôi là bà Nguyễn Thị Mì, còn bà ông năm Đặng đó thì sinh ra ông cha Francisco Trương Bửu Diệp. Lúc đó cha Diệp về đây ở đây mận lễ mở tay rồi thì cũng tại đây không thôi, rồi sau này rồi mới là đi xuống dưới địa phận Cần Thơ ở mà Tất Sậy, rồi khi ở đó đó là mới là chết tại đó. Kể từ khi mà tôi biết được đó là từ năm 45 tới bây giờ, cái bàn thờ này lớn hơn tôi, bàn thờ này trước tôi thì trên 100 năm đặng. Tôi năm nay là 84 tuổi rồi. Rồi sau này là tôi về tôi ở đây thì là tôi mới giữ cái di tích này cho tới bây giờ. Là hồi đó là của bà ngoại vợ tôi là bà Nguyễn Thị Nhiều, bà Sáu Nhiều đó. Rồi là ở đây hồi trước khi là ông cha Francisco Diệp về đây thì đã có cái bàn thờ này đây rồi. Nhà cửa cũng có, đất đai đến giờ hiện giờ thì đất đai còn, nhưng mà cái nhà cửa thì thay đổi, nên bây giờ chỉ hiện giờ còn cái bàn thờ này là trên 100 năm. Trước khi có tôi đã, bàn thờ này lớn lắm. Bây giờ cái di tích này là của ông Năm Đặng, rồi ông Năm Đặng mới để lại cho bà Sáu Nhiều, rồi bà Sáu Nhiều là mới là giữ đây, rồi giờ bà Sáu Nhiều đó là mấy cái lớp tuổi đó đã qua hết rồi, nên bây giờ là chỉ giờ còn giữ là có cái bàn thờ này thôi. Đồng Tháp bên này An Giang, miền quê sông nước ân tình, có đàn cỏ trắng bay về phương Nam. Họ ơi ơi họ, họ ơi ơi họ. Miền Tây sông nước mênh mông, phù sa lắng động theo từng con sóng xô. Hò ơi ơi hò.
ngay giữa dòng sông một cồn cát nổi lên, mai lá nhà tranh cây bằng lăng trổ bông, thiên hạ lời kinh hòa dịp về sông nước, thi lễ chiều xưa âm lòng người xa quê. Cồn Phước ơi nhỏ bé mà bao la, ơn Chúa tựa mưa xa cho hồng ân nở hoa. Nguồn thánh ân ban xuống miền quê xa, lữ khách từ phương xa xin đến miền quê cha. Sông Tiền con nước chia đôi, bên kia Đồng Tháp bên này An Giang. Miền quê sông nước ân tình, có đàn cỏ trắng bay về phương Nam. Họ ơi, ơi họ, họ sông nước mênh mông, phù sa lắng động theo từng con sóng xô. Họ ơi, ơi họ. Ngay giữa dòng sông một cồn cát nổi lên, mai lá nhà tranh cây bằng lăng trổ bông, thiên hạc lời kinh hòa dịp về sông nước, thi lễ chiều xưa âm lòng người xa quê. Cồn Phước ơi nhỏ bé mà bao la, ơn Chúa tựa mưa xa cho hồng ân nở hoa. Thánh ân ban xuống miền quê xa, lữ khách từ phương xa xin đến miền quê cha. Nguồn thánh ân ban xuống miền quê xa, lữ khách từ phương xa xin đến miền quê cha. Chúng con dâng lời cảm tạ.